Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Ali Messina. Trong bản cập nhật mới nhất của Đấu La Đại Lục tập 147, hơn nửa tập sẽ nói về cuộc đàm phán solo của Học viện Slykak với Tứ Học viện Nguyên Tố. Mọi người hãy xem Hỏa Vũ Phong Thiếu Thiên làm ăn vạ như thế nào. Với mục tiêu ban đầu khi nghe ngóng được các giáo viên Slykak không có ở nhà, là họ đã đi rừng hay đi chơi ở đâu đấy. Phong Thiếu Thiên được thế dẫn 4 học viện nguyên tố đến trộm đất của học viện Slykak giữa ban ngày. Dĩ nhiên cũng do hắn đã được bầu cử cho lên làm tên cầm đầu chỉ huy. Cũng vì vậy mà Phong Thiếu Thiên lại càng láo. Hắn đến tung đấm từng học sinh một của Slykak. Nếu ai dám cản chuyện hắn đến trộm miếng đất. Ban đầu cứ ai lên tiếng, Phong Thiếu Thiên cùng Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song, Thủy Băng Nhi, Thủy Nhật Nhi chỉ cần nháy mắt một cái là có người gây thương tích cho một học sinh bên Slykak. Đây cũng là lời cảnh cáo cuối cùng cho những thành viên Slykak không muốn bị vả tét mồm khi mở miệng. Tuy nhiên, cuộc bạo loạn của 4 học viện nguyên tố gây ra chưa được bao lâu, thì đường ta đã dẫn theo các đồng chí Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Thái Long vừa quay trở về từ ngự chi nhất tộc đến xử lý ổn thỏa và mời Phong Thiếu Thiên, Hỏa Vũ vào trụ sở Slykak làm việc. Lúc này, Phong Thiếu Thiên hay Hỏa Vũ đều không sợ bị bắt trong việc gây rối mất trật tự lần này, vì họ đã xin văn bản chỉ đạo của bên Hoàng Thất Thiên Đấu trước khi đến đây. Tất nhiên là Đường Tam chỉ có thể thả bọn họ đi, đồng thời cũng không thể đáp ứng yêu cầu về đất đai cho 4 học viện nguyên tố. Trở lại với những gì 5 năm mà Phong Thiếu Thiên phải trải qua. 5 năm trước, hắn bị Đường Tam trong cuộc thi đấu tinh anh cấp cao cầm ngân búa tạ đập sấp mặt. Do vậy, hắn đã ở ẩn suốt 5 năm để cày cấp và mong có ngày quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Phải nói là tốc độ cải cấp của Phong Thiếu Thiên lên 17 cấp lận trong 5 năm, là từ 44 cấp lên 66 cấp. Nếu hắn được đem đi so sánh với con nhà người ta, thì đảm bảo sẽ đứng ngang hàng với các thành viên Slykak thất quái. Trong quá trình luyện tập có sự chứng kiến của Hỏa Vũ, Phong Thiếu Thiên không biết đã trở thành con thu nhún ngoan ngoãn của cô ấy chưa, mà Hỏa Vũ luôn luôn là người đưa ra quyết định cuối cùng, và toàn những quyết định sai lầm. Ví dụ như cô thách đấu với Slykak thất quái. Mặc dù Phong Thiếu Thiên có ý định ban đầu là giảng hòa rồi. Do vậy mà một lần nữa Phong Thiếu Thiên phát hiện khoảng cách của mình so với Đường Tam sẽ không bao giờ có thể lùa kịp. Đường Tam hắn một mình đã cân 3 thành viên Phong Thiếu Thiên, Hỏa Vũ, Hỏa Vô Song. Và mình sẽ bình luận thêm về cảnh Full HD không che trong tập 147. Chúng ta có thể thấy cảnh Hoàng đế Tiết Dạ Đại Đế đang nằm liệt giường. Cái này là do Thái tử Tuyết Thanh Hà đầu độc. Và thông qua lời của Áo Tư Tạp, Tuyết Dạ Đại Đế có thể tắc thở bất cứ lúc nào. Nếu Tuyết Dạ chẳng may không qua khỏi, thì người có lợi nhất là vị hoàng tử Tuyết Thanh Hà. Tất nhiên ai đọc qua tác phẩm rồi, Tuyết Thanh Hà chính là Thiên Nhận Tuyết của Vô Niệm Cải Trang. Cô ấy là đứa con rơi của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Cảm ơn anh em đã xem hết video.